Mọi người ơi, xin chào tất cả mọi người nha. Nóng quá không thở được. 40 độ anh em ạ. Hôm nay hết sức anh em ạ. Anh em mình đang tiếp tục hoàn thiện nhé. Lắm đâu thở đấy, mọi người quạt quay tiết mù. Thì bọn mình và mình đang làm một mảng công việc là dùng cái tôn mỏng này. Cái tôn mỏng cắt ra để làm cái hình dáng của cái đèn đèn sinh nhan này, đứng về đèn sinh nhan. Đây thì là cơ bản này. Đó là cái phần khung mình sẽ áp đắp lại những các viền nó mượt tít nha anh em nhé. Đấy. Còn cái số màu xanh này mình sẽ sơn này, này. Sơn màu đen này. Hai bên nhé. Hai bên là hai cái dây đèn sinh nhan là một mũi tên đặc trưng của Lamborghini anh em nhé. Ôi ôi trời này. Đừng có mang cái gì đó. Gì mót ra tao chỉnh nhiệt độ mặt trời cũng nào. Chết rồi. Anh em ạ. Chú anh em thế nào anh em ơi? Hiện tại mình đoán là miền Bắc thì các tỉnh miền Bắc thì chung một số phận anh em nhá. Ở trong miền Nam thì mát. Nhưng mà miền Nam nó không nắng quá như miền Bắc đâu. Nắng nhưng mà nó không có chịu như miền Bắc đâu. Miền Bắc này là cái thời tiết khó chịu nhất, khắc nghiệt nhất. Lạnh thì cũng lạnh buốt, mà nóng thì nóng hết chút. Nắng anh ạ, mình đang cắt xén cái thứ. Cái bản nó như thế này anh ạ. Và nhớ là dùng cái răng em dứa phần điện với lại cái cánh cửa này, cái trợ lực anh em nhé. Là trước nó trợ lực đang yếu rồi này, phải nghiên cứu chế lại cho trợ lực ok anh em nhé. Mình quạt này, quay tít tù mù. Quấy anh nhìn thấy chưa? Xoáy xoáy không? Ôi dồi. Mé ngược tháng, ngược nắng anh em nhé. Nên là nó không biết là trời ấy. Bỏng chân. Ôi bỏng chân. Chú này râm mà không bỏng chân. Nó đang sửa máy khoan. Cái máy khoan kia dùng để cái mắt mấy con ốc mà nó bị hỏng cái cổ điện. Phải tháo ra sửa lại. Wow, nóng quá. Nóng 40 độ. Thiệt rồi. Từng tôn luôn. Cắt ra, cắt mảnh tôn này này. Cắt ra, sao gì đấy. Trong cái chỗ này sẽ thiết kế đèn led này anh em. Thì cái đèn led thì nó giống ấy. Nó gặp thì chọc cái điện. Không nổi. Mấy ngày vừa bận quá anh em nha. Bận công việc, một số công việc với lại thằng em đi học nữa nha. Ok anh em hết comment ấy, ý kiến của mọi người rồi thì thời tiết các thiểu các thứ ở dưới phần comment nha. Nóng quá mọi người, mình sẽ kết thúc video đây để là mình làm video để thông báo với anh em thôi. Là đang bắt đầu tiếp tục quá trình hoàn thiện nha. Bye bye anh em, hẹn anh em ở video tiếp theo. Bye 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 bye.